Răng sứ giá bao nhiêu? Chi tiết từng loại răng sứ bao nhiêu cho từng loại vật liệu? Khi mà trên thị trường có nhiều loại răng sứ như vậy thì việc lựa chọn cho người dùng thực sự là khó khăn. Và nếu không được bác sĩ tư vấn có tâm và đầy đủ thì dễ bị giá rẻ làm mờ mắt hoặc giá trên trời khiến cho mọi người tiền mất tật mang. Và đây cũng là một câu hỏi thường gặp đối với nhiều khách hàng đang tìm kiếm cho mình những cái giải pháp cho vấn đề răng miệng. Tuy nhiên thì việc lựa chọn chất liệu và loại răng sứ phù hợp không chỉ phụ thuộc vào giá cả mà còn phải xem xét nhiều yếu tố khác như là mục đích điều trị này, tình trạng răng miệng và là tài chính cá nhân của từng người. Và trong video này thì bác sĩ Cường sẽ đi kỹ từng cái chủ đề để mà mọi người có thể hiểu được từng vấn đề sẽ xảy ra trước khi đưa ra quyết định lựa chọn đúng đắn nhất nhé. Trước khi bước vào nội dung chính, cho các bạn chưa biết đến bác sĩ Cường thì tôi là thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Cường, tốt nghiệp bác sĩ và thạc sĩ tại Đại học Y Hà Nội và đã từng công tác tại Bệnh viện Việt Nam Cuba với hơn 10 năm kinh nghiệm. Và tôi cũng tốt nghiệp bác sĩ nội trú tại Đại học Yonsei, một trong 3 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc về y tế. Và các bạn nhớ đăng ký kênh để chúng ta gặp lại nhau nhiều hơn mỗi ngày và ấn vào nút quả chuông để mỗi khi bác sĩ Cường ra video mới thì bạn sẽ là người nhận được đầu tiên nhé. Và điều đầu tiên trả lời cho câu hỏi răng sứ giá bao nhiêu thì tốt phụ thuộc nhiều vào chất liệu của sứ để sử dụng. Hiện nay thì nguyên liệu dùng làm răng sứ thẩm mỹ có thể kể đến 5 loại chính, bao gồm kim loại thường, sứ titan, kim loại quý, răng toàn sứ và cuối cùng là mặt dán vernier. Trong đó một loại vật liệu đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Thứ nhất là răng sứ kim loại thường, loại răng này thì là khá phổ biến nhiều năm về trước vì lúc đó chi phí cho răng toàn sứ khá là cao và bạn có thể thấy ở trên tay bác sĩ Cường là một loại răng sứ kim loại. Đối với loại răng sứ này thì phần sườn ở bên trong được làm từ kim loại và bạn có thể nhìn thấy được là màu sắc bị đen như thế nào và bên ngoài thì là một lớp sứ và phần kim loại bên trong thường là hợp kim chrome nickel hoặc là chrome cobalt. Vậy loại này thì có những ưu điểm nào? Thì hợp kim chrome cobalt hiếm khi làm bạn bị dị ứng hơn hợp kim chrome nickel và giá thành thì tương đối là rẻ và nhiều loại răng sứ thẩm mỹ này thường có dao động từ 1 đến 1 triệu rưỡi cho một cái loại răng sứ kim loại này. Nhược điểm thì rất là nhiều, qua nhiều năm sử dụng cổ răng của các cái răng sứ này xuất hiện màu xám do phần kim loại của răng sứ bị oxy hóa gây mất thẩm mỹ và răng có thể bị gãy mẻ nếu bạn cắn những cái món quá cứng. Ngoài ra thì do chúng ta phải mài đi tổ chức quá nhiều. Loại thứ hai đó là răng sứ titan. Răng sứ loại này có phần sườn làm từ hợp kim titan và phủ bên ngoài là phần sứ. Và trong y học thì titan được sử dụng khá phổ biến vì nó ít gây ra cái phản ứng dị ứng cho cơ thể và tránh những cái bệnh như ung thư. Ngoài ra thì hợp kim titan còn có thể gắn kết tốt với tổ chức xương và kể cả là xương ở trong môi trường miệng. Về ưu điểm thì tuổi thọ của răng sứ titan thì cao hơn một chút so với răng sứ kim loại. Răng sứ titan thì ít nhạy cảm khi dùng những món nóng lạnh, ít làm chân răng bị viêm nhiễm và có cái đường viền níu đen ở quanh cổ răng. Đó là những ưu điểm. Còn nhược điểm thì sao? Thứ nhất là thân răng hơi bị đục và không được vẻ trắng sáng tự nhiên như là răng sứ không kim loại hay gọi là răng toàn sứ đấy. Và vùng níu cổ răng thì có thể bị thâm nhiễm do sờn kim loại ánh ra ngoài sau thời gian dài sử dụng. Và độ bóng và độ trong mờ của răng sứ titan thì cũng không thể bằng được răng toàn sứ. Giá dao động của loại răng sứ này thì thường có chi phí từ 2 đến 3 triệu tùy vào cơ sở nhé. Và thứ ba đó là răng sứ kim loại quý. Tương tự như hai loại trên thì phần sườn trong đó là kim loại quý như platin, vàng và phần sứ bọc bên ngoài giúp răng có màu chân thật hơn. Ưu điểm của răng sứ kim loại quý đó là thứ nhất là có độ bền cao tương đối, thứ hai là màu sắc răng tự nhiên hơn, thứ ba là không bị xám vào phần cổ răng sau nhiều năm sử dụng như là răng sứ kim loại thường hoặc răng sứ titan, và thứ tư là đường viền không bị vỡ hay mẻ ngay khi mà chúng ta đánh bóng rất mỏng, thứ năm là có tính tương hợp sinh học cao nên là rất dễ chịu đối với răng và níu và không gây ra các phản ứng như dị ứng này, không độc này, không bị oxy hóa, không mùi, không vị và có độ chính xác tương đối nên là ngăn chặn cái việc sâu tái phát, tích tụ vi khuẩn và tuột cái trục bọc ra và tiết kiệm mô răng tối đa nên là răng thật thì có thể khỏe mạnh hơn. Ngoài ra thì vàng còn có tính kháng khuẩn nên là răng sứ kim loại quý có thể là kháng viêm nhiễm tương đối là tốt. Và tiếp theo là nhược điểm của răng sứ kim loại quý. Thứ nhất là chi phí làm răng sứ kim loại quý cao hơn rất là nhiều so với răng sứ kim loại thường và kỹ thuật cũng yêu cầu cao hơn. Thứ hai là cũng không có nhiều phòng khám nha khoa đủ khả năng để thực hiện các loại răng sứ này. Trước đây thì có nhưng bây giờ thì hạn chế hơn. Và nếu muốn làm thì bạn nên tìm hiểu các nha khoa có chất lượng, có uy tín và những dịch vụ của họ cung cấp đảm bảo nhé. Và thứ tư đó là loại răng sứ vô cùng phổ biến, đó là răng toàn sứ hay gọi là răng sứ không kim loại. Loại răng này có những cái màu tự nhiên và không đổi màu và cũng như không xảy ra phản ứng dị ứng. Hiện nay thì trên thị trường có những loại răng toàn sứ cao cấp nhất như là răng toàn sứ Seikon, răng HT Smile, răng và các loại răng sứ Emax Press. Mọi khâu thiết kế và sản xuất thì đều được nha sĩ tiến hành trên máy tính nên chính vì vậy nó đảm bảo độ chính xác rất là cao
Và ưu điểm của răng toàn xứ là thứ nhất là màu tự nhiên và đẹp, thứ hai là hạn chế xảy ra các phản ứng dị ứng với cơ thể, ba là cải thiện cái tính thẩm mỹ cho hàm răng. Và sườn làm bằng răng sứ không kim loại này thì có khả năng chịu lực tương đối và có độ bền tốt. Và đương nhiên rồi, răng toàn sứ cũng có những cái nhược điểm. Thứ nhất là cần phải có máy móc và trang thiết bị đắt tiền. Thứ hai là chi phí của một chiếc răng toàn sứ thì sẽ cao hơn so với chi phí của các răng sứ kim loại hoặc titan. Giá dao động thì trung bình là từ 3 triệu đến 50 triệu, có những loại cao cấp là như vậy. Và cuối cùng một loại sứ hiện đại thì có mà gọi là mặt răng sứ veneer. Ưu điểm là gì? Ưu điểm của nó là không cần phải mài răng quá nhiều như là bọc răng sứ. Thứ hai là dễ tạo hình và không yêu cầu tạo hình quá kỹ trước khi thực hiện các thủ thuật gắn trên răng. Và nó được gắn ra và nó được dán chặt lên răng nên là không cần bảo trì hoặc là chế độ chăm sóc hoặc là quá đặc biệt. Và nhược điểm của mặt răng sứ veneer đó là dễ bong khi mà keo dán dần dần thoái hóa hoặc hay là chúng ta cắn đồ ăn cứng. Tuy nhiên thì hiện nay các loại keo dán tương đối là tốt, nên là thời gian lưu lại trên răng có thể từ 10 đến 20 năm và răng vẫn có thể bị sâu khi mà được dán bằng một lớp veneer. Thường là vị trí sâu khác chỗ so với mặt dán veneer, và nếu mà miếng dán veneer đúng tiêu chuẩn thì nó sẽ hạn chế sâu. Và tiếp theo là giá thành cao cũng là một cái hạn chế nhé. Và tại hệ thống nha khoa của bác sĩ Cường thì các vật liệu gắn trên răng sứ sẽ theo tiêu chuẩn cao cấp nhất từ châu Âu và là sẽ được bảo hành trọn đời. Và quan trọng hơn là hạn chế tối đa việc mài răng. Và ngoài ra là các bạn được thăm khám và kiểm tra miễn phí 6 tháng một lần. Và veneer thường được sử dụng để sửa chữa răng bị đổi màu do thứ nhất là vàng răng do kháng sinh tetracycline hoặc các loại thuốc khác. Thứ hai là răng có quá nhiều màu floor gây vàng răng. Thứ ba là các vết chám nhựa lớn. Thứ tư là răng bị mòn. Thứ năm là răng bị mẻ hoặc là gãy. Thứ sáu là những trường hợp răng mọc lệch lạc nhẹ. Và thứ bảy là răng có khe thưa giữa các kẽ, vì veneer này sẽ có tác dụng để đóng khoảng trống giữa các răng. Và tiếp theo thì giá răng sứ thì sẽ phụ thuộc vào nhiều vào mục đích của điều trị. Ví dụ chúng ta việc chọn loại răng sứ phù hợp cũng phụ thuộc nhiều vào mục đích điều trị của bệnh nhân. Nếu bạn cần phục hồi răng bị hư hỏng nhẹ hoặc để làm đẹp răng thì răng sứ veneer hoặc là răng toàn sứ có thể lựa chọn rất là phù hợp. Còn nếu bạn cần phục hồi răng bị hư hỏng nặng hoặc là thay thế toàn bộ hàm răng thì răng toàn sứ gọi là răng full ấy, răng full toàn sứ là một lựa chọn tốt hơn. Và điều thứ ba ảnh hưởng đến giá của răng sứ đó là tình trạng răng miệng. Tình trạng răng miệng của bạn là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến việc lựa chọn răng sứ phù hợp. Nếu răng miệng của bạn khỏe mạnh và ít bị hư hỏng thì răng toàn sứ hoặc răng sứ veneer thì có thể là một lựa chọn phù hợp vì chúng có giá thành tương đối tốt hơn so với một số loại răng sứ khác. Tuy nhiên nếu răng miệng của bạn bị hư hỏng nặng hoặc là cần phục hồi với mục đích chữa trị thì răng toàn sứ hoặc hay còn gọi là răng sứ zirconia đấy có thể một lựa chọn tốt hơn, dù là giá thành của chúng cao hơn một chút. Và điều quan trọng hơn đó là tài chính cá nhân của bạn. Cuối cùng thì tài chính cá nhân là một trong những yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn răng sứ phù hợp. Giá thành của răng sứ khác nhau có thể là khác nhau đáng kể, và bạn nên xem xét tài chính của mình để quyết định lựa chọn xem loại răng sứ nào phù hợp nhất với mình nhé. Nếu bạn có ngân sách hạn chế thì bạn có thể chọn những răng sứ như là Katana hoặc là răng sứ zirconia cơ bản. Tuy nhiên việc chọn loại răng sứ giá bao nhiêu thì tốt không chỉ dừng lại ở việc xem xét giá thành, mà bạn cũng cần phải tìm hiểu kỹ về các loại răng sứ khác nhau và thảo luận với bác sĩ nha khoa của mình để được tư vấn về các loại răng sứ phù hợp hơn nhất với tình trạng răng miệng của bạn nhé. Và hãy nhớ rằng chỉ định đúng và năng lực của bác sĩ luôn là ưu tiên hàng đầu, và giá thành chỉ là một yếu tố phụ thôi. Và có rất nhiều nơi thì bất chấp lợi nhuận và chỉ định sai, thậm chí là thuê những người không phải là bác sĩ để mà mài răng cho khách hàng, khiến cho sau này để lại những cái hậu quả vô cùng là nguy hiểm. Và hãy lựa chọn sáng suốt đơn vị điều trị uy tín các bạn nhé. Chăm sóc và bảo vệ răng miệng ngay bây giờ là chìa khóa vàng cho sức khỏe và nụ cười tự tin của bạn. Và chúc các bạn luôn có sức khỏe tốt với nụ cười rạng rỡ trên môi nhé. Và có bất cứ điều gì cần thắc mắc về răng sứ thì các bạn có thể inbox cho bác sĩ Cường. Bác sĩ Cường sẽ tư vấn các bạn hoàn toàn miễn phí. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên chia sẻ và lan tỏa tới cộng đồng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.